Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thí điểm chương trình ươm tạo tài năng bậc trung học phổ thông để lựa chọn những học sinh đăng ký học sớm một số học phần của chương trình đào tạo trình độ đại học. Chương trình dự kiến được áp dụng thí điểm từ năm học 2024-2025. Đây là nội dung được thông tin tại hội thảo về chương trình ươm tạo tài năng bậc trung học phổ thông, gọi tắt là VNU 12+, diễn ra vào chiều nay. Học sinh tham gia chương trình VNU 12+ là học sinh trung học phổ thông hệ chuyên và không chuyên ở các trường trung học phổ thông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đáp ứng một trong các điều kiện. Đã và đang là thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đạt giải trong kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội đối với học sinh trung học phổ thông chuyên, hoặc đạt giải 3 trở lên trong kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội đối với học sinh trung học phổ thông không chuyên. Kết quả học tập trong năm học lớp 10 đối với học sinh trung học phổ thông chuyên, hoặc kết quả học tập trong năm học lớp 10 và học kỳ 1 lớp 11 đối với học sinh trung học phổ thông không chuyên. Đạt mức tốt và đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội đã cho thí điểm từ năm ngoái và chúng tôi đã thực hiện từ học kỳ 1 của năm ngoái đến năm nay. Thì với trường chuyên khoa học xã hội nhân văn thì chúng tôi đã có 20 em đã tham gia chương trình này. Và hiện nay có những em đã lên học ở bậc đại học rồi. Và các em cũng thể hiện là sẽ rút ngắn được thời gian học đại học. Sau 3 năm các em sẽ tốt nghiệp cử nhân. Không chỉ rút ngắn thời gian đào tạo ở bậc đại học, học sinh tham gia chương trình còn được hướng nghiệp sớm, sớm tiếp cận các nghiên cứu khoa học và có cơ hội tiếp cận được các chương trình học bổng quốc tế. Việc tuyển chọn học sinh tham gia chương trình vào học tập ở các chương trình đào tạo trình độ đại học được thực hiện theo hình thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với phỏng vấn. Thông qua chương trình, Đại học Quốc gia Hà Nội hy vọng lựa chọn được những sinh viên tốt, qua đó định hướng nghề nghiệp họ sớm bằng cách là cho họ được trải nghiệm học tập sớm ở các chương trình ở bậc đại học. Và trong quá trình học tập thì họ được tiếp cận về các vấn đề nghiên cứu, các vấn đề làm việc theo nhóm, các phương pháp học tập tiên tiến, và về mặt nào đấy sẽ giúp các học sinh học tập tốt hơn ở bậc trung học phổ thông. Về kinh phí đào tạo, ngoài học phí do học sinh đóng theo quy định và các nguồn tài trợ, Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo dành cho chương trình VNU 12+, dự kiến miễn phí đối với 18 ngành đào tạo khoa học cơ bản. Đại học Quốc gia Hà Nội ưu tiên đầu tư các dự án cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, ưu tiên xét cấp học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.